vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối nhưng đang cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã là con tim em đó dâng trao cho tình yêu, dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Chúc mừng bạn và nhận được 86 lô bình chọn. Ước gì tôi có thể là người bấm được hết 120 phiếu, tôi sẽ bấm hết cho bạn ở bài hát này. Em xin cảm ơn. Em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ năm nay em 20 tuổi. Xử lý rất là thông minh. Tại vì bản thân lại quên đó, là một người là xử lý bài hát là quá thông minh, mà đâu phải là ai cũng bắt chước được. Có nhiều người cũng ấp cái giọng kiểu đó, hát ngược vô trong kiểu đó nhưng mà lại không rõ. Nhưng mà khi em cũng sử dụng âm thanh ngược lại vậy, âm thanh theo chiều thẳng đứng vậy, nhưng mà em cũng lại hát rất rõ và rất là dày. Và cái quan trọng nữa là rất là cảm xúc. Chúc mừng em. Dạ em xin cảm ơn ạ. Anh Lê Hoàng ạ. Ôi tôi nói điều này nhé, tôi không biết là bạn bắt chiếc Lệ Quyên như thế nào, chứ tôi nghĩ bạn Lệ Quyên bắt chiếc bạn cũng mệt lắm. Bởi vì bạn thật ra là nói một cái nghiêm túc là tôi thấy hai kiểu hay khác nhau. Bạn hát quá hay luôn đó. Nói thật lòng là như vậy. Anh nói hết những điều tôi muốn nói rồi, tôi lấy gì tôi nói bây giờ. Thôi để dòng sau nói đi anh. Thôi nhưng mà tôi chỉ muốn nói thêm là như thế này. Là em thật sự em đã bay với cái bài hát vừa rồi. Em bay khỏi những cái quy luật, những cái vòng vây như là phải hát giống Lệ Quyên. Và khi mà em bay đó thì em đã kéo tôi theo. Tôi bay cũng đẹp lắm. Tôi có té không anh? Không, chúng tôi đáp an toàn. Thì tôi chỉ muốn nói là xin lỗi, lại lặp lại cái lời anh Lê Hoàng mới nói là hay, trên cả hay tuyệt vời nữa. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng bạn 86 lô bình chọn.